Chào mừng quý vị đến với bản tin FBNC ngày 29 tháng 6 năm 2016. Trong phần đầu của bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những tin tức đáng chú ý sau đây. Theo trang mạng việc làm jobstreet.com có đến 85% ứng viên không hài lòng với việc làm hiện tại. Kho bạc nhà nước cho biết đã phát hiện gần 300 tờ tiền giả trong 6 tháng đầu năm 2016. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Việt Nam tiếp tục nằm trong top 30 thị trường bán lẻ mới nổi hấp dẫn nhất thế giới. Thưa quý vị, thông tin được cho biết tại hội thảo nhận diện các rủi ro về chính sách đối với ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP và EVFTA tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua, Việt Nam liên tục nằm trong top 30 thị trường bán lẻ mới nổi hấp dẫn nhất thế giới trong nhiều năm nay. Theo xếp hạng trong chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu GRDI do tập đoàn tư vấn thị trường AT Kearney của Mỹ công bố hàng năm, Việt Nam liên tục nằm trong top 30 thị trường bán lẻ mới nổi hấp dẫn nhất thế giới cho đầu tư nước ngoài từ năm 2008 đến nay. Với quy mô tiêu dùng hơn 91,7 triệu người và cơ cấu dân số vàng cho tiêu dùng cao, nhiều chuyên gia cho biết thị trường bán lẻ Việt Nam có nhiều triển vọng phát triển và đạt tăng trưởng cao trong thời gian tới. Hai mô hình bán lẻ được đánh giá là có triển vọng nhất và cũng là thế mạnh của các nhà bán lẻ nước ngoài là siêu thị tổng hợp và trung tâm mua sắm. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Theo khảo sát của trang mạng việc làm jobstreet.com, Việt Nam với gần 13.000 lao động trong quý 2, dù có đến 85% lao động nói rằng không hài lòng với việc làm hiện tại nhưng chưa đến 3 phần 4 trong đó sẵn sàng tìm kiếm môi trường mới. Theo khảo sát mới được trang mạng việc làm jobstreet.com công bố sáng 29 tháng 6, có đến 85% số người được hỏi cho biết không hài lòng với công việc đang có và gần 3 phần 4 trong số đó muốn tìm kiếm cơ hội làm việc tốt hơn. Lao động càng trẻ tuổi càng ít hài lòng với công việc. Ví dụ, đến 90% lao động mới tốt nghiệp nói không bằng lòng với công việc đang làm, nhưng đến vị trí quản lý cấp cao thì tỷ lệ này chỉ còn hơn 75%. Xét về giới tính, lao động nữ cũng có xu hướng không hài lòng với công việc cao hơn so với nam giới. Hai nguyên nhân chính mà JobStreet thống kê được từ những lao động không bằng lòng với chỗ làm cho thấy, trước tiên là công việc nhàm chán, hướng đi sự nghiệp không rõ ràng và mức lương chưa phù hợp. Trong khi đó, ở những người hài lòng với công việc, quá nửa trong số đó là nhờ doanh nghiệp có chính sách rõ ràng cũng như tạo môi trường cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Kho bạc nhà nước mới đây cho biết trong 6 tháng đầu năm, gần 300 tờ tiền giả các loại đã bị phát hiện trên toàn hệ thống. Báo cáo mới nhất của kho bạc nhà nước công bố trong 6 tháng đầu năm 2016, hệ thống đã phát hiện 296 tờ tiền giả các loại, trả lại hơn 1.000 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Đồng thời kho bạc nhà nước cũng đã kiểm soát và phát hiện khoảng 8.700 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền từ chối thanh toán là gần 8 tỷ đồng. Theo đó cũng trong nửa đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 537.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm nguồn huy động từ trái phiếu chính phủ và huy động vốn bù đắp tạm thời cho ngân sách thông qua phát hành tín phiếu kho bạc. Thưa quý vị, số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 200 xe ô tô được thanh lý và hàng chục xe khác được điều chuyển. Tổng số tiền thu về ước đạt gần 400 triệu đồng từ các hoạt động này. Theo công bố từ Cục Quản lý Công sản thuộc Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 6 năm 2016 vừa qua, các bộ ngành cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công với tổng nguyên giá gần 80 tỷ đồng. Theo đó giá trị còn lại sẽ thanh lý là 390 triệu đồng. Đồng thời 20 xe ô tô công khác cũng được điều chuyển cho các cơ quan địa phương khác có nhu cầu. Mặt khác tính chung 6 tháng đầu năm, trên phạm vi cả nước ô tô công tăng thêm 171 chiếc, trong đó mua mới 56 chiếc và nhận điều chuyển 115 chiếc. Tuy nhiên tới nay vẫn còn 8 trên 43 bộ ngành và 18 trên 63 địa phương chưa có báo cáo về rà soát, sắp xếp xe ô tô công gửi Bộ Tài chính. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông lâm thủy sản giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị nhập khẩu từ các mặt hàng chính đều đồng loạt giảm trong giai đoạn này. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông lâm thủy sản tháng 6 ước đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng giá trị nhập khẩu trong 6 tháng qua đạt sắp xỉ 11 tỷ đô la Mỹ, tức giảm 3% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị nhập khẩu một số mặt hàng chính đều đồng loạt giảm như phân bón thuốc trừ sâu và nguyên liệu thức ăn gia súc, ngô đầu nanh, trong đó giảm mạnh nhất cả về khối lượng lẫn chất lượng so với cùng kỳ năm 2015 là mặt hàng đầu nanh. Ở chiều ngược lại, mặt hàng lúa mì có sự tăng trưởng mạnh với tổng giá trị ước đạt hơn 380 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay. Và trong chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số hơn 16.000 tỷ đồng. Đây là số nợ động của các địa phương trên cả nước vừa được công bố tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong tổng khoản nợ này có 15.200 tỷ đồng tiền động nợ xây dựng cơ bản các công trình nông thôn mới của 52 tỉnh thành cả nước và trên 1.400 tỷ đồng khen thưởng cho các xã huyện đạt chuẩn. Cũng theo báo cáo này, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc là những khu vực có mức nợ động cao nhất. Tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện tại, Bộ này cùng Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cử ba đoàn đi kiểm tra tình trạng nợ động tại các địa phương, xem huyện nợ hay xã nợ hay là do chạy theo thành tích và ứng trước để xây rồi nợ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần đầu của bản tin FBNC hôm nay. Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức đáng chú ý sau đây. Anh rời EU đang bắt đầu tác động đến ngành dệt may của Việt Nam. Phóng sự ghi nhận ý kiến của các chuyên gia quanh câu chuyện hộ khẩu tại Việt Nam liệu đã lỗi thời.